mà chúng có định trong này không biết. Anh tồn cơ luôn các bạn. Chào quý vị các bạn nha, hôm nay lúa theo chân anh Tùng Du Khỉ đưa một cái cây, đây là cây bàn nha quý vị các bạn. Anh Tùng đang đứng đây để dẫn anh em trong nghề để cưa cái cây bàn. Cái bàn này nó nằm rất là gần cái mái nhà. Anh Tùng đang đứng hướng dẫn cho anh em và chỉ dạy anh em cưa cái bàn nha cả nhà. Cộng dây điện nó gần đó luôn cả nhà. Ồ, nó dấn cộng dây điện, nó dấn cộng dây điện rồi. Con cọng này đang bị nằm trên dây điện nè cả nhà, đang đỡ lên. Cho anh Du Khỉ đang hướng dẫn cho anh Dân để mà cưa phương hướng ngã hướng nào hướng nào. Anh Dân đang cột mấy cọng dây điện cho nó dính chùm vô nhau cả nhà, cho nó không bị dính tầm lum tầm la, cho nên anh Dân cuộc lại cho nó chặt lại. Thấy một chai xịt mũi lên xịt mấy con ong cả nhà ơi. Anh Dân cũng được học được cái tài của anh Du Khỉ là một tay cầm cưa và một tay cầm được cái nhánh này cả nhà, cưa liền xuống rất hay. Oh.
anh đang chèo lên cái nhánh bên này cả nhà. Ô, trâu. Nhìn đây chính là củi mục cả nhà. Anh Nhân anh đang cuộc dây một cái nhánh nhỏ qua đó cả nhà. Anh Nhân sẽ cưa cái nhánh đó chắc thả thòng xuống cả nhà. Ồ, chúng cộng dây điện rung rinh nữa chưa. Rất là hay, anh Nhân đã học được nghề của anh Du Khỉ và cả nhà. Đúng là truyền nhân của anh Du Khỉ. Ở đây là một đại lý bia nha cả nhà, rất là nhiều bia Sài Gòn luôn. Wow, quá hay luôn cả nhà, rất tuyệt. Dưới dây điện, dưới dây điện, dưới dây điện cả nhà ơi. Nó đang tấp qua hướng bên dây điện. Để xem pha xử lý của anh Nhân này ra sao nha cả nhà. Cũng anh thấy tôi ơi. Cái này thì có một anh ảnh đang kéo cái cọng dây đang lâu lên. Mạnh lên. Thì nó có một cái chắn 3, chắn 2 cả nhà. Nó thòng xuống cho nên không thể thả xuống được. Nó đang nằm dính một cọng dây điện, đường dây điện nằm ngang đây thôi. À, anh xử lý là anh thập cưa xuống, anh cắt luôn cả nhà. Đúng là truyền nhân của anh Du Khỉ. Đang bị dướng một nhánh nhỏ trên đó. Wow. Mấy cái bạn nó rớt quá trời luôn.
tới trần phòng chỗ dây điện cả nhà. Anh Dân đang tháo mấy cọng dây điện cuộn ở trong cây ra cả nhà. Bựng cả nhà ơi. Wow, quá trời. Nó ngã. Cái gì anh Tùng? Cái gì? Đính nè. Ồ. Cưa chúng cái đính là cái đinh rồi cả nhà ơi. Cái đinh ở đâu mà chúng cái đinh trong này không biết. Wow. Đây nó nằm trong góc này là cả nhà. Đây nè, cái đinh nằm trong đây đây. Thưa quý vị các bạn, sau khi đã cưa chúng linh bây giờ đã hai lúc cưa và mài lại rồi, giờ anh Tùng tiếp tục ra cưa các bạn đây.